Mến chào quý anh chị em bà con cô bác đằng xa. Hôm nay chúng tôi tiến hành bàn giao con mẹ si Veo Sinh 6140 cho một vị khách đến từ Gia Lai. Bây giờ là quá trình vận chuyển về cho khách ở Gia Lai. Đây cabin máy lạnh rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Và một ngày cuối tuần là đầy vui vẻ luôn, và chúc bà con về sử dụng được rất là nhiều hiệu quả trong công việc, may mắn trong cuộc sống. Bây giờ chúng tôi đang lên đường đi Gia Lai đây. Đang chuẩn bị lên chân cầu thang lưới lên Gia Lai. Vâng, đây là quá trình đi về Gia Lai. Vâng, trân trọng cảm ơn quý anh chị bà con cô bác đã theo dõi kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh, cũng như là sử dụng các cái sản phẩm máy móc của cửa hàng chúng tôi. Vâng, một nữa chúng tôi chân thành cảm ơn và trân trọng cảm ơn rất là nhiều luôn. Đây chuẩn bị về Gia Lai đây. Chúng tôi bán hàng cho khắp mọi miền của đất nước, không phân biệt vùng miền nào hết. Chúng tôi có thể bán hàng qua online, quay phim trực tiếp cho bà con. Ok, chúng tôi mới lên xe và có thể những khách hàng tới tận nơi cũng được. Chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn rất là nhiều luôn. 6140 Mercedes Veo Xanh, cabin máy lạnh luôn, xuất sắc luôn. Vâng, bây giờ lên đường về Gia Lai rồi, chúc bà con may mắn, bà con xe vận động tốt. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả, ok, bà con về với việc sử dụng rồi. Rồi, chúc bà con vui vẻ, may mắn trong cuộc sống rất là nhiều luôn.